thuốc chỉ hút hết chất dầu, làm cho làn da bị khô, khó chịu và sẽ kích thích tuyến dầu để tiết ra thêm chất dầu. Khi dùng thuốc sau chỉ một vài tuần, làn da sẽ bị lột da non và sẽ bị nám. Khi dùng phương pháp Apogee, chẳng những quý vị không bị bào mòn, không bị nám mà còn được chữa mụn tận gốc. Vì phương pháp Apogee sẽ target chính xác hai nguyên nhân quý vị bị mụn, đó là chất dầu và chân lông. Kimberly xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình The Dr. Kimberly Show. Một lần nữa, ngày hôm nay chúng tôi được chị Nghĩa Lưu từ Garden Grove, California, cô 52 tuổi, lên chia sẻ, trò chuyện với Kimberly về cách chữa trị nám của cô và những nguyên nhân tại sao cô đã chọn thẩm mỹ viện Kimberly cũng như công ty Apogee để tiếp tục phần chữa trị nám. Cảm ơn chị Nghĩa rất nhiều. Và khi Kimberly nói là tiếp tục phần chữa nám thì Kimberly nghĩ đến tất cả những khách của công ty, những thân chủ mà đến để chia sẻ với Kimberly, nói rằng tôi chữa nám mà tôi thấy tôi chữa không biết bao nhiêu lần rồi mà không thành công, rốt cuộc cái nám của tôi nó càng ngày càng lan ra nhiều hơn. Chị có cảm thấy là chị cũng frustrated, tất nhiên là mình cũng nản như những người đó không ạ? Nếu mà mình chữa trị mà nó không có hiệu quả đó, rất nản chứ. Thành ra cái tâm trạng của chị lúc mà trước khi chị đến thẩm mỹ viện Kimberly thì chị có thấy chị nản không? Nản, nhưng mà tại vì muốn try thử, là lý do là có một người chị ở tiểu bang khác đó, chị có sử dụng qua cái sản phẩm này rồi mà chị rất là thích. Chị rất thích, mỗi lần chị qua Cali đó là chị nhờ tôi đưa tới cái văn phòng của bác sĩ đó. Yeah. Thành ra mình cũng tin tưởng hơn phải không? Dạ. Yeah. Với lại là tại ở ngay cái thành phố mình ở, thành ra mình phải try. Dạ. Yeah. Yeah. Thì cũng có lý lắm. Kimberly không biết là trước đây chị có coi chương trình Dr. Kimberly Show không à? Tại sao mà chị không mạnh mẽ mà tự đến? Tại vì chị nói là chị ở gần đây mà phải nhờ một người từ Arizona giới thiệu ngược lại. Thật ra lý do thì tâm lý chung á, cũng có nhiều sản phẩm quá rồi. Yeah. Rồi cũng có bác sĩ về da nữa, thành ra mình phân vân quá, mình không biết sử dụng của bác sĩ nào. Đó là tình trạng của nhiều người chị ơi. Yeah. Nói thiệt là thưa quý vị, một khi mình nhìn lại mình thấy quá nhiều sản phẩm, không biết tin ai luôn, cả công ty Apogee hay là Kimberly. Quý vị cũng phải suy nghĩ. Kimberly có nói là khi mình coi hay xem các chương trình The Dr. Kimberly Show, Kimberly mong rằng quý vị có một số vốn. Cái vốn của mình đây là những cái hiểu biết về da mà chúng ta đã chia sẻ với nhau trên đài, trên các chương trình, để giúp cho chúng ta có những cái kiến thức, những cái baseline, những cái căn bản. Mình nói những cái căn bản, nhưng mà một thời gian mình xem nhiều chương trình lắm rồi đó, thì quý vị nhớ là quý vị cũng biết rất là nhiều cái hiểu biết rất là cao cấp về thẩm mỹ da. Đó là cái ý muốn của mình, cái đó là cũng là một cái có thể nói là một cái sự đóng góp của công ty Apogee và Kimberly cho nói chung là người Việt của chúng ta. Tại vì mình nghĩ chứ mình đi sắm thì mình cũng phải có một cái số vốn, cái hiểu biết nào đó để cái người mà đứng ở bên kia quầy họ nói với mình về da của mình. Có nhiều khi họ chỉ là một người 18 tuổi không có một cái hiểu biết gì mà chỉ nghe các công ty, những cái thương hiệu hay là những cái công ty mà họ làm hay là họ đại diện dạy cho họ thôi. Yeah. Đó là những cái kiến thức của họ, nhưng mà làm sao mà cái hiểu biết đó nó so sánh, làm sao mình có thể so sánh bằng những cái hiểu biết của mình, nhất là nói về làn da của người Việt Nam mà những cái chất sắc tố nó quá mạnh, mà khi làn da bị tổn thương nó tiết ra, nó bao vây, thì làm sao cái người đó ở cái quầy đó có thể hiểu được chị? Yeah. Dù cái đó là thương hiệu quốc tế cách mấy đi chăng nữa, cái đó không phải là cho làn da của mình. Làn da của mình là cái làn da khó hiểu, mà làn da rất là dễ bị hư. Và khi nói đến hư thì nó làm cái gì? Nó tiết ra cái chất nám để nó bao vây cái chỗ hư, để nó bảo vệ mình. Làn da của mình là làn da có thể nói là rất là đặc biệt, tại vì mình có màu. Còn Mỹ trắng thì họ không có màu. Bởi vậy khi mình đến mall
cái mô của cái người Mỹ trắng thì mình expect người ta bán đồ cho da Việt Nam à? Dạ. Đâu, đâu phải không chị? Thành ra chị mới muốn hỏi á, là sau khi chị dùng qua OBG, sau khi chị dùng qua Shiseido thì rốt cuộc chị tại sao chị đã quyết định chị dùng qua những cái thương hiệu mà ở những nơi như là cái pharmacy hay là CVS gì chị kể đó? Dạ. Thì tại sao vậy ạ? Tại vì nếu mà mình dùng ở mấy cái thương hiệu CVS á, thì thứ nhất á, nó vừa với khả năng của mình. Thứ hai nữa là nó không có mạnh quá giống như là mấy cái sản phẩm trong mall. Thành ra nó chỉ là nó chỉ là giải quyết cái da mình ngay cái thời điểm đó, nó không có bị hư hại thêm thôi, chứ nó cũng không có cái gì tốt hơn nữa. Khi mà chị nói là chị cần phải giải quyết những cái vấn đề gì ngay lúc đó là chị nói là về khô. Nó khô quá. Dạ, thì dĩ nhiên rồi. Mà khoảng bao nhiêu lâu nó giải quyết được cho chị? Một thời gian như là 1 tiếng, 2 tiếng hay là 1 tháng, 2 tháng? Thí dụ mình thoa lên thì khoảng nó chỉ đỡ trong 2-3 tiếng đầu thôi. Sau đó nó vẫn khô lại. Thành ra nếu mà mình siêng mình phải tiếp tục dùng nữa, còn nếu không thì mình bị khô từ đó tới chịu. Thưa quý vị, xin mời quý vị tiếp tục xem chương trình phần 2 của công ty, và chúng tôi sẽ chiếu cái phần 2, chúng tôi sẽ nói rất chi tiết về những cái gì chị Nghĩa mới nói đây, để cho quý vị hiểu là tại sao những cái sản phẩm, những cái thương hiệu đó nó chỉ giúp cho mình tạm thời giải quyết những vấn đề về da của mình như là khô. Thì hôm nay thì Kimberly mong rằng quý vị gọi là nghe chị Nghĩa để học cái bài học của chị Nghĩa, và chị Nghĩa đã giúp chúng ta hiểu được thêm về da và về những cái là có thể nói là những cái con đường mà gọi là có thể nói là chị đã trải qua để giúp cho chúng ta học hỏi thêm, và để chúng ta có thể lấy những cái ví dụ của chị, và chúng ta có thể tránh được phần nào hay phần đó để sau này chúng ta, làn da của chúng ta có thể nói là được tốt hơn, phải không ạ? Chị Nghĩa biết sao không? Khi mình nói về các thương hiệu mà quốc tế hay là mình nói về chữa trị tạm thời, thì nếu mà mình biết là những cái sản phẩm đó nó chỉ chữa cho mình tạm thời thì mình rất là nản. Thì như cái đó là cái tâm trạng của chị khi chị đến đây, phải không ạ? Chị thấy không, nếu mà mình cái làn da mình bị hư thì cái làn da mình khô, mà khi khô á, mà mình dùng những cái sản phẩm mà nó không có khả năng để nó chữa tận gốc cho mình á, thì mình phải dùng đi dùng lại, tuy nhiên là khoảng 2-3 tiếng sau là mình thấy nó khô lại, tại mình chưa bao giờ mình dùng tận gốc, phải không? Hôm nay mình chỉ nói sơ sơ như vậy để cho quý vị hiểu một chút xíu về cái tình trạng khô của chị. Nhưng mà mình muốn focus vào chi tiết về những cái sản phẩm mà chị đã dùng qua. Nên là chị thấy sau khi chị dùng sản phẩm mà chị mua ở CVS thì chị thấy là cái làn da của chị nó vẫn bị như vậy. Xong rồi còn cái nám của chị thì chị có thấy nó lan ra hay nó cũng vậy thôi ạ? Cái nám thì nó cũng vẫn vậy, mà nó không lan hẳn nhưng mà nó đậm hơn. Thì khi nói đến đậm là nó lan đó chị, tại cái nám của mình nó đi từ nâu lợt cho đến nâu đậm cho đến đen, thì chị có cảm thấy là nó đổi màu từ nâu lợt, rồi đôi khi nó chỉ là một cái đốm nhỏ, rồi từ từ nó lan ra, nó thành có thể nói là bằng cái đầu đũa, rồi từ từ nó dính chùm với nhau, thì đó là nó đang lan. Như vậy là nó đã lan rồi đó. Tôi nghĩ là nếu mà nó đậm hơn thôi chứ còn chưa có lan, nhưng mà như vậy là lan rồi. Như vậy là lan rồi đó thưa chị. Dạ thưa quý vị, nếu quý vị có thắc mắc, quý vị muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm Apogee, hôm nay là cái ngày chúng ta chia sẻ, và nhờ chị Nghĩa Lưu từ Garden Grove. Chị Nghĩa 52 tuổi đã trải qua một giai đoạn tự chữa rất là nhiều năm. Rất là nhiều năm phải không chị? Dạ đúng rồi. Đến mức mà chị rất là nản. Nhưng mà sau khi nghe một người chị giới thiệu mà chị Nghĩa là từ Cali, nhưng mà chị cái người chị bạn hay là chị chị người chị của chồng, người chị chồng. Phoenix. Người chị chồng từ Phoenix giới thiệu cô qua sản phẩm Apogee, và bây giờ dùng qua cái sản phẩm đó, chị có thể nói một vài lời về sản phẩm Apogee. Chúng tôi sẽ có một chương trình mà chúng ta nói đề cập đến Apogee và phương pháp Apogee, nhưng mà bây giờ Kimberly muốn chị bật mí một chút xíu về cái phương pháp Apogee đã giúp chị trong tháng vừa qua như thế nào. Thật sự thì khi tới mà thẩm mỹ của bác sĩ Kimberly đó thì tôi cũng không có tin nhiều lắm đâu, nhưng mà mấy cái cô làm việc cổ có nói là bây giờ chị thoa đi, nếu mà có ngứa hay có nóng gì đó thì cho hay. Thì tôi nghĩ cũng giống như mấy cái sản phẩm vừa rồi, hãy ngứa nóng cho hay là ngưng liền.
Nhưng mà khi mà sử dụng qua đó thì thấy da mình nó mềm mà nó sáng lên. Chứ lại nó cũng không có, mình không có cảm giác là ngứa nóng, nhưng mà mình biết cái da của mình nó di chuyển. Nó giống như nó hơi có cái điều gì á, nó mình biết là nó nhúng nhích ở dưới cái làn da của mình á. Dạ. Dạ thưa quý, thưa chị nói vậy thì Kim Lee cũng hiểu được đó thưa quý vị, là trước hết công ty Apogee và phương pháp Apogee là làm sao cho làn da của mình nó khỏe lại. Và khi nói đến cái sự khỏe mạnh thì chỉ có một mình quý vị cũng như một mình chị Nghĩa có thể nói được mạnh mẽ là khỏe là như thế nào. Đôi khi mình có cảm giác nó khỏe chứ làm sao mình thấy nó khỏe được. Nên quý vị nên nhớ, chữa nám là trước hết mình cần phải định bệnh cho thật rõ là nám của mình là loại nào, nám trong da hay là nám do làn da bị tổn thương. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn chị Nghĩa, và chắc chắn chúng ta sẽ trở lại với chị Nghĩa trong kỳ tới để tiếp tục trò chuyện và sẽ tiếp theo về phần phương pháp Apogee cách chữa trị về nám, và Kimberly sẽ cắt nghĩa thêm về da. Lúc đó xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị, cảm ơn chị Nghĩa. Cảm ơn bác sĩ. Nếu quý vị thường bị mụn, dùng thuốc thoa thuốc uống hoài không hết, hãy dùng phương pháp chữa mụn của công ty Apogee. Dùng Apogee, da của quý vị sẽ không bị hao mòn, không nhạy cảm, không bị nám và không bị hư da non. Bác sĩ Kimberly thường nói, nếu quý vị dùng thuốc, da của quý vị sẽ bị nám và nhăn sớm. Ngày hôm nay, mua một bộ chữa mụn của công ty Apogee, quý vị sẽ được tặng một cái máy facial và một cái acne zap chấm lên khi mụn vừa mới lú để chống vết thâm. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức 1888 337 7264.